Ban biên tập kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Không ngờ cựu thư ký Phạm Trung Kiên ám ảnh án kịch hung đến mức phải điều trị tâm thần, đứng trước vành móng ngựa vẫn đội vợ lên đầu, dùng mình kế hoạch ăn chậm tiền của 2.000 tù nhân. Thưa quý vị, phiên xét xử vụ chuyến bay giải cứu hiện đang nóng hơn bao giờ hết. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên tiếp tục khẳng định nhận hối lộ 42 tỷ vụ chuyến bay giải cứu nhưng không nói cho ai biết. Cựu thư ký cũng nói thêm, số tiền này bị cáo không xin cho ai mà đem về nhà đưa cho vợ, vợ chỉ biết cầm cất đi chứ không biết tiền gì. Khi vụ án xảy ra, cựu thư ký đã trả lại cho một số người 12 tỷ, dùng 2 tỷ cho mục đích cá nhân, cho một người chú ở Thái Bình vay 10 tỷ, còn lại mua đất đai và sửa chữa nhà cửa. Bất ngờ nhất là lời chân tình cứ ngỡ như trong phim của ông. Thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, tôi bị ám ảnh về mức án rửa cột mà mình có thể phải nhận nên có triệu chứng muốn ra đi, phải điều trị tâm thần ở bệnh viện Bạch Mai. Quả thật cạn lời. Ám ảnh mức án rửa cột. Luật sư đặt câu hỏi với các bị cáo trong phiên xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Tại phiên xét xử sáng nay, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy thông báo bị cáo Trần Quốc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam có đơn đi cấp cứu tối qua nên sáng nay vắng mặt. Sau đó, luật sư đặt câu hỏi với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Vì các doanh nghiệp đến nhờ, họ có biết chức năng nhiệm vụ của bị cáo không? Luật sư hỏi. Kiên đáp, các doanh nghiệp chủ động tìm đến. Bị cáo có hứa với doanh nghiệp sau khi nhận tiền thì văn bản sẽ được phê duyệt không? Luật sư hỏi. Kiên đáp, không hứa, thấy có doanh nghiệp đến nhờ thì nhận lời giúp đỡ. Bị cáo Kiên cũng khai, các doanh nghiệp khi đến đặt vấn đề giúp đỡ cấp các chuyến bay giải cứu, có 3 đơn vị đặt vấn đề tiền bồi dưỡng. Sau đó bị cáo trả lời, cảm ơn các bộ ngành khác thế nào thì đưa cho bị cáo như vậy, không đề cập số tiền cụ thể. Các doanh nghiệp chủ động tìm đến bị cáo không có hành động gì gây khó khăn, làm chậm tiến độ của doanh nghiệp, ông Kiên nói. Chúng tôi thấy có hồ sơ bệnh án liên quan đến chẩn đoán hành vi nguy hiểm, rối loạn tâm thần cấp đa dạng không có triệu chứng sau nhiễm COVID-19. Trường hợp này bị cáo bị thời điểm nào? Luật sư hỏi. Kiên đáp, sau ngày 24 tháng 1 năm 2022, bị cáo bị bệnh COVID-19, diễn biến nặng phải cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và nằm điều trị một thời gian. Sau khi ra viện, bị cáo nhận thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nên tâm lý chịu sức ép nặng. Đồng thời, sau khi xuất viện, bị cáo làm việc với cơ quan điều tra nhiều lần và qua tìm hiểu về tội nhận hối lộ, mức án nặng từ 20 năm đến chung thân và cao nhất là rửa cột, nên bị cáo ám ảnh về mức án đó, dẫn đến hoảng sợ. Sau đó bị cáo có triệu chứng chỉ muốn ra đi thật nhanh chóng để thoát khỏi áp lực nên có thời gian phải điều trị tâm thần ở bệnh viện Bạch Mai. Ghi qua doanh nghiệp tạm là đặc sản Hà Nội. Khi xảy ra COVID-19, có nhiều doanh nghiệp đến địa bàn Quảng Nam xin chấp thuận cách ly hay không? Luật sư Nguyễn Văn Tiên bảo chữa cho bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, đặt câu hỏi với thân chủ của mình. Tân đáp, có vài chục doanh nghiệp đến địa bàn Quảng Nam xin tạo điều kiện cách ly trên địa bàn, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Lý do bà Hằng đến gặp? Tân đáp, bà Hằng đến gặp bị cáo để đề nghị Quảng Nam tạo điều kiện đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam thực hiện cách ly y tế. Bị cáo nhận thức đây là việc làm rất ý nghĩa, nhân văn và tỉnh Quảng Nam đã thực hiện rất tốt. Việc này cũng là cứu đồng bào ta ở nước ngoài và tạo công việc cho cơ sở du lịch trên địa bàn có thêm thu nhập trong thời điểm dịch COVID-19. Sau khi bà Hằng về một ngày, Quảng Nam đã ký văn bản đồng ý để doanh nghiệp của bị cáo này được đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại địa bàn. Ngày đầu tiên đến, bà Hằng có để lại một gói quà. 2-3 ngày sau, ông Tân mới mở ra và thấy bên trong có tiền. Lúc đầu, cựu phó chủ tịch Ủy ban dân Quảng Nam nghĩ gói quà là đặc sản của Hà Nội là trà hoặc cốm nên để trong phòng làm việc. Khi nhận quà của bị cáo Hằng, bị cáo có suy nghĩ như thế nào? Luật sư hỏi. Tân đáp, khi mở quà bị cáo thấy có tiền nên có ý định trả lại, nhưng lúc đó đã qua từ 3 đến 4 ngày nên thôi. Theo quy định, khi nhận quà của doanh nghiệp thì phải trả lại trong vòng 24 tiếng. Vì nhân dân phụng sự và cái giá của sự đi ngược, lời thề và sự bội ước cần lên án. Thưa quý vị và các bạn, nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 80 năm qua, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, luôn lấy lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Mọi sự đi ngược với tinh thần triết lý ấy đều phải trả giá. Một loạt cán bộ cấp cao vừa bị khởi tố, họ bội ước 4 lời tuyên thệ thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước sự cám dỗ như của Việt Á, nếu bản lĩnh, nhớ và giữ vững được lời tuyên thệ, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được mọi cám dỗ. Những quyết định khởi tố bị can của cơ quan chức năng đối với một số lãnh đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy cuộc chiến không khoan nhượng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ngày càng quyết liệt và được nhân dân ủng hộ đông đảo. Rồi đây, các vụ việc tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được đưa ra ánh sáng, không gì che lấp được và không ai cản được. Cuộc chiến này sẽ ngày càng cam go, quyết liệt nhưng không thể lùi bước. Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra vừa qua cho biết,
cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Trong rất nhiều nguyên nhân của tình trạng đó, nhìn sâu bên trong, một nguyên nhân sâu xa là họ bắt đầu từ sự tha hóa tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nói cụ thể và nghiêm khắc, họ đã bội ước lời tuyên thệ thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã dẫm đạp lên lời thề nghề nghiệp, dối trá và phụ bạc nhân dân. Họ thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Nhưng sự thật thì sao? Đây là lời tuyên thệ trước Đảng kỳ khi họ gia nhập Đảng. Lời tuyên thệ là vậy, song việc thực hành sự tuyên thệ ấy mới là điều căn bản. Chúng ta chứng kiến sau 2 năm gồng mình chống đại dịch COVID-19, có biết bao gia đình đã ly tán mất người thân, biết bao cuộc chia ly để cùng nhau vào vùng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Dương. Đây là một sự cố gắng nỗ lực của cả dân tộc tạo nên thành công trong phòng chống dịch được cả thế giới công nhận. Song trong sự nỗ lực sinh tử ấy của dân tộc lại xuất hiện con virus nguy hiểm hơn cả COVID-19 mang tên Việt Á. Hàng loạt quan chức ngành y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tại nhiều tỉnh, thành phố và cả một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đã ngã ngựa, rơi vào vòng lao lý. Hàng loạt những người được gọi là khoa học gia đã đem sự dối trá bôi nhọ lên thanh danh trung thực, liêm chính của những nhà khoa học chân chính và cả những sĩ quan công tác trong lực lượng vũ trang. Thật trớ trêu, họ đã bội thề và xâm phạm uy tín của Đảng, danh dự của nhà nước, lợi dụng đục nước béo cò chỉ cốt để vinh thân phỉ gia. Họ vứt đi liêm sỉ, quỳ xuống thờ phụng đồng tiền để đục khoét quốc khố, ngoảnh mặt với sự sinh tử của đồng bào. Họ tự phỉ báng danh dự cán bộ, đảng viên, cam tâm lạnh lùng trà đạp lên nỗi đau mất mát của nhân dân, cốt để bành trướng lợi ích phe nhóm, mưu toan làm mục ruỗng quốc gia. Chắc chắn những cái tên như loại ấy còn dài nữa và làm cho nạn bội ước bội thề có nguy cơ lan rộng, càng thêm nguy hại và cũng vô cùng nhức nhối. Vậy là lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng đối với những cán bộ đảng viên ấy chẳng còn giá trị, chẳng còn thiêng liêng đã đành. Trước khi bị cơ quan chức năng truy tố, những cán bộ đảng viên đó vẫn điềm nhiên khoác lên mình tấm áo mỹ miều, cố tình che đậy sự ly khai mục tiêu lý tưởng của Đảng, dẫm đạp lên lời thề Hippocrates thiêng liêng, lời thề khoa học liêm chính và trung thực. Sự thất bại về pháp luật họ còn có thể sửa chữa được và ra tù, nhưng họ có hiểu không, họ thất bại về đạo đức như thế, thì ai trong số họ có thể tìm được chốn nương thân sau khi mãn hạn tù? Họ thề không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhưng sự thật như thế nào? Nhìn vào diễn biến vụ án Việt Á, một bộ phận cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đã thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, không tự cảnh giác tự rèn luyện mình, có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Họ đã bắt tay móc ngoặc với nhau để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình trong tất cả các khâu, quy trình để cấp phép cho sản phẩm của Việt Á, từ đề tài khoa học đến cấp số, sổ lưu hành, đến hiệp thương giá cả để đưa sản phẩm của Việt Á vào sử dụng nhằm trục lợi không chỉ cho bản thân mà còn vun vén cho gia đình, dòng họ, phe nhóm họ. Với cương vị của mình, lẽ ra bộ phận đảng viên này phải làm tấm gương chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ quan liêu, tham nhũng, thì bản thân họ lại đi ngược với lời thề của chính mình và vì lợi ích tăm tối của mình mà chà đạp lên lợi ích của cả dân tộc Việt Nam. Họ không thể biện minh cho sự thiếu kiến thức chuyên môn, cái mà họ thiếu là đạo đức và tấm lòng trong sáng. Và khi quyết định kỷ luật của Đảng được ban ra, các cơ quan chức năng xác quyết, họ mới thấu cái giá phải trả cho hành động đi ngược lại lời thề danh dự của người cán bộ đảng viên thì đã quá muộn màng.